Hỏi trẻ về một ngày của chúng sẽ khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc của mình. Để bắt đầu, bạn có thể hỏi trẻ, ngày hôm nay con đã làm gì? Sau khi trẻ trả lời, bạn có thể hỏi nhiều câu hỏi cụ thể hơn. Ví dụ, nếu trẻ nói rằng chúng đã chơi với bạn bè, bạn có thể hỏi, con chơi với các bạn nào thế? Con đã chơi trò gì? Hoặc con thích gì nhất trong khi chơi? Nói chuyện với trẻ về ngày của chúng sẽ giúp trẻ phát triển những khả năng giao tiếp.